Hiền chào tất cả các bạn. Chúc tất cả các bạn luôn an lành và hạnh phúc. Hiền chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của luật sư Đỗ Trọng Hiền, kênh cập nhật và chia sẻ trực tuyến các văn bản pháp luật, các bản án, các quyết định của tòa án về hình sự, dân sự, hành chính, thuế, kế toán, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, v.v. Cập nhật và chia sẻ các kỹ năng về hành nghề luật sư, về thuế, về kế toán, v.v. Cập nhật và chia sẻ hướng dẫn đào tạo học viên, nhân viên về hạch toán kế toán, báo cáo tài chính, kê khai thuế, quyết toán thuế và các công việc khác có liên quan đến pháp luật, về thuế, về kế toán, v.v. Chào các bạn, hôm nay Hiền sẽ chia sẻ với các bạn về cái lịch nghỉ Tết Dương lịch năm 2021 của cán bộ công chức, viên chức và người lao động được đăng trên trang thư viện pháp luật.vn của tác giả Thanh Lợi. Lịch nghỉ Tết dương lịch 2021 của cán bộ công chức, viên chức, người lao động sẽ có sự khác nhau. Theo đó, Tết dương lịch năm 2021 nhằm ngày 1 tháng 1 2021 sẽ rơi vào thứ Sáu, nên lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện như sau. Thứ nhất là đối với người lao động có chế độ nghỉ 2 ngày trên tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật. Dịp Tết dương lịch 2021, người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến hết ngày 3 tháng 1 năm 2021. Trong đó, một ngày nghỉ Tết dương lịch là ngày 1 tháng 1 năm 2021 và hai ngày nghỉ hàng tuần vào ngày 2 tháng 1 năm 2021 và ngày 3 tháng 1 năm 2021. Trường hợp người lao động đi làm vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì được trả lương ít nhất bằng 300% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm. Chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Trường hợp người lao động đi làm vào ngày 2 tháng 1 năm 2021, ngày 3 tháng 1 năm 2021 thì được trả lương ít nhất bằng 200% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm. Chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. 2. Là đối với người lao động có chế độ nghỉ 1 ngày trên tuần vào Chủ nhật. Người lao động được nghỉ 1 ngày vào ngày 1 tháng 1 năm 2021 là ngày thứ Sáu đó. Trường hợp người lao động đi làm vào ngày 1 tháng 1 2021 thì được trả lương ít nhất bằng 300% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả theo công việc đang làm. Chưa kể tiền lương ngày lễ, Tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. 3. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ 3 ngày liên tục từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 đến hết ngày 3 tháng 1 năm 2021, gồm một ngày nghỉ Tết dương lịch ngày 1 tháng 1 năm 2021 là ngày thứ Sáu, hai ngày nghỉ hàng tuần vào ngày 2 tháng 1 năm 2021 và ngày 3 tháng 1 năm 2021 là ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật. Như vậy, Hiền đã chia sẻ xong cái lịch nghỉ Tết dương lịch năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được đăng tải trên trang web thư viện pháp luật.vn.
Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mọi đóng góp, chia sẻ hoặc cần hỗ trợ tư vấn, các bạn để lại bình luận hoặc liên hệ trực tiếp với luật sư Hiền qua Zalo số điện thoại 0909164167, 0917303340 hoặc địa chỉ email hienluocsu10031982@gmail.com. Và các bạn cũng có thể vào trang web nghiệpvụketoan.vn hoặc đổiraluật.vn để cập nhật các tin tức, các bài viết có liên quan đến pháp luật, liên quan đến thuế, liên quan đến kế toán, liên quan đến lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, vân vân. Các bạn vui lòng ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký, like và chia sẻ để kênh ngày càng phát triển. Và bây giờ, chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn luôn an khang, mạnh khỏe, thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau nhé.